ăn hai con bự thiệt bự luôn á mọi người. Quá mưa lớn quá chừng luôn rồi làm sao. Hai Thúy chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy tiếp tục đi thăm bẫy với ông xã Thúy nè mọi người ơi. Đáng lẽ ngày mai mới đi lần mà hôm nay nước nó lên nhiều, nước nó dâng cao quá rồi cho nên là sợ, ông xã Thúy sợ ngập cái mấy cái bẫy hết, chuột nó chết mọi người, cho nên đi thăm sớm một ngày. Nước mênh mông luôn mọi người ơi. Mọi người theo chân Thúy với ông xã Thúy nha, coi có rắn khủng cho mọi người xem nha. Ông xã Thúy bê tai không có đi máy mọi người. Chào mọi người cái coi. Mắc cỡ mọi người ơi. Mắc cỡ lắm. Chứ ông kính ông không có nói gì trơn. Cắn gì à? Hai con. Ui ghê ta. Một cặp luôn mọi người. Trước giờ Thí đi theo ông xã Thí mới thấy lần đầu tiên luôn á, dính được hai con nè. Bữa hổm Thí mới hỏi ông xã Thí có khi nào mà vô được hai con không. Wow, hai con mà bự chà bá luôn. Yêu mánh rồi mọi người ơi. Y. Ôi ôi hai con luôn nè mọi người. Nè, đây một cái đầu nè. Đằng đây một cái đầu nè. Đó. Hai con luôn. Wow. Lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên thấy luôn. Nó bóng hới luôn mọi người ơi. Chút xíu nó bắt ra cho mọi người xem nha. Ôi ôi. Bầy đồng rồng nè mọi người. Cái hồng rồng nè. Đó. Quá chừng luôn. Tiếp tục thăm mọi người ơi, nãy giờ ba cái rồi, mấy cái kia không có thì không có quay. Để coi cái này có không? Có không anh? Trời ơi, được dính được rắn hổng ngựa chút xíu xíu mọi người ơi. Rồi thả nó mọi người, phóng xanh đó. Tiếp tục không có mọi người ơi. Lần thứ hai rồi. Trên khu này chưa có thấy gì hết. Có mấy người câu cá này mọi người, vì đam mê. Thúy thì vì đam mê làm YouTube cho nên đi quay, còn những người này là đam mê đi câu cá luôn. Che dù luôn. Gì? Rắn nhỏ hả? Sống mà chết. Khu vực này mà mới đẻ không mà sao kỳ. Bỏ lúa vậy hả? Từ từ. Không, bỏ bịch đi. Bỏ vỏ đi. Phóng xanh tiếp tục. Tới cầu rồi nè mọi người. Tưởng đâu là ngập dữ lắm luôn, không ngờ cũng còn hên quá còn qua được. Ở dưới chân cầu có cái bầy dơi nè mọi người. Đó, đang thui thù lùi đó, Thí quay cho mọi người xem. Ông xã Thí chỉ, hổm nhiều lắm mà bữa nay ai phá nó đi mất tiêu hết trơn à. Rồi, đu ra. Đợt này phóng xanh hết mọi người. Nó ký à? Ừ, nó ký.
Trời ơi, rắn hổ hành bự quá mọi người ơi. Dần dần luôn. Quá wow. Quay lại cho mọi người xem nè. Ủa, mập ú ù luôn. Quá wow. Cục ngủng mập ú rồi mọi người. Con rắn này quá trời mập luôn. Phóng xanh hai con nhỏ, bắt được một con bự. Ôi, nó mập nè mọi người. Nó nu nần luôn. Wow. Đặt xuống, cho nó mát chứ không thôi. Tình cờ thấy một chú vịt bị lạc bầy mọi người ơi. Chú vịt trong kia mà giờ nó chui sao nó ra ngoài lưới rồi nó la làng lên. Vô không được. Tiếp tục thăm cái mới mọi người. Dính rắn bự mọi người ơi, không ngựa mọi người. Con này là nó dữ lắm luôn á mọi người. Ủa, nó làm thi ghê không? Dữ dằn lắm mọi người. Che nó lại. Dữ quá. Quá chân cầu cào luôn. Cũng thấy nó bay. Đây có cái ghế người ta đặt nè mọi người. Có không? Trời ơi, rắn khủng nữa mọi người ơi, rắn hổ hành bự. Được. Bắt ra cho mọi người xem nha. Ủa, rắn hổ ngựa đó. Dữ lắm mọi người cho nên phải chùm lại vậy chứ không có dám bắt. Bắt nó cắn. Vô rồi đó. Con rắn hổ hành khủng mọi người ơi. Con nó là mập nhất trong bầy luôn á. Trời, con nó mập ông ơi. Wow. Ghê chưa mọi người, mập ú ú luôn. Khoan, bỏ vô đi, để em bắt ấy rồi anh. Hổ hành bị chuột cắn chết. Rắn hổ hành mọi người ơi. Chuột dữ thiệt chứ, đợt nào cũng có con khờ, hổm thì chết, con nay khờ hả? Chuột còn sống luôn rồi. Thì đó bởi vì nó mới ấy con rắn. Nhưng mà rắn còn sống không? Trời ơi ghê mọi người. Nè, quay cho mọi người xem, đừng có nói chuột hiền. Đó, nó cắn con rắn nè. Ôi đất ơi, cái đuôi te tua luôn mà còn sống. Nó còn sống mà nó cắn cái đuôi của con rắn hả, sần sượng hết trơn luôn. Ghê thiệt chứ. Đúng là kiến ăn cá, có ngày cá ăn kiến phải. Cái này mình để chừng bữa nó lại giật rắn chết ngắt. Trời ơi, ăn hết khúc đuôi luôn á. Lên cầu có hơn hai ngón tay luôn á.
Hồi nãy bỏ con rắn không dện qua cái vợ kia đi. Nó giữ nó, miễn mình mở cái miệng ra mọi người là nó chồi lên, rắn không ngựa nó dữ lắm. Trời chuyển mưa nữa mọi người. Còn dính dáng hành luôn hả? Mà lâu dài vậy hả? Gì hai con nữa hả? Ghê. Ôi ghê ghê mọi người. Ở đây hai con xong rồi dính hai con nữa nè. Trong đời mới thấy luôn. Hên quá mọi người ơi. Với nãy thăm cái bẫy đằng kia kìa, mà nãy người ta đông quá đi cho nên thấy không có quay. Cũng dính con nữa. Hai con nhỏ hơn hai con này chút xíu. To. Ồ, ghê chưa mọi người. Nè, hai con luôn nè, hai cái đầu nè. Nhìn mắc cười quá. Ôi, hai cái bẫy bốn con mọi người. Hai con bự, hai con vừa vừa. Vô mánh rồi. Lấy lại những gì đã mất. Mấy đợt trước đi toàn là đủ tiền chuột không à mọi người. Với cái nãy đâu được à. Đó, với con rắn hoa hành nãy thăm đằng kia kìa mà thấy người ta đông quá thấy không có quay. Hên quá mọi người. Đi thăm vậy mới có động lực chứ còn mà như hôm nay đi mấy đợt nản quá trời luôn á, tại đam mê đi theo quay cho mọi người xem nhưng mà không có cũng buồn nữa. Mưa rồi mọi người ơi. Rồi, tiêu luôn. Bắt ra hả? Bắt ra nha mọi người. Đó. Một em. Thăm gì nè. Mình đặt mình cũng cảm thấy vui mà mình Thúy quay cho mọi người xem thì cũng cảm thấy vui nữa, tại vì mình quay mà nhiều khi không có gì xem hết buồn lắm. Đi theo quay mà không lên một cái video mà không có một cái gì, không có rắn bự, không có nhiều gì hết, nản lắm mọi người. Bữa nay đi phải nói là vui. Đó, cái đó hai con đó mọi người. Một em, còn em chổng nữa. Ướt cái điện thoại luôn. Lâu quay trời mưa lác đác mọi người ơi. Đó, hai con một lượt luôn. Chết mồ mưa lớn rồi. Mưa lớn quá chừng mọi người ơi. Còn cái bẫy này hai con bự nè. Ồ. Bự chà bá luôn. Đó, một cái này hai con bự nè.
hai con bự thiệt bự luôn á mọi người. Quá mưa lớn quá chừng luôn rồi, làm sao. Không có đem áo mưa luôn mọi người ơi. Ông xã Thí bơi vô đây có cái chòi này cho Thí đục mưa, ông xã Thí không chịu lên. Nè cái chòi người ta trồng đồ người ta để nè mọi người. Nè. Ta trồng ớt rồi nè. Cái chòi lá nè mọi người. Đi trời nắng thì không sao mà trời mưa khủng khiếp quá trời luôn. Coi như là Thí nè, thịt mình mẩy thấy ướt nhem hết trơn rồi. Giờ Thi đứng đây Thi đục chút xíu. Trời ơi, ướt sắp láo rồi trơn nè. Trời của người ta để người ta trồng đồ, người ta vô ta che nắng cho mưa nè mọi người. Thi đang vô Thi đứng đây nè, mà ông xã Thi. Ông xã Thi đứng ở dưới, ông xã Thi không chịu lên. Ông xã Thi ngồi dưới á. Anh ơi, ngại, nó đục mưa ngại mà Thí nó lạnh quá đi cho nên lâu lắm giờ không có dầm mưa, nghe mưa lạnh quá chừng luôn á, thành ra ảnh bơi lên đây cho Thí đục. Phải nói làm cái nghề này phải nói là Thí thấy cực dữ lắm luôn, nhưng mà Thí vì đam mê thôi á, đam mê cho nên Thí đam mê quá chừng, đam mê cho nên Thí đeo đuổi theo Thí quay rồi Thí nói chung là Thí đi theo ông xã Thí chứ từ đó giờ anh làm nghề này chứ Thí không có theo, nói thật lòng luôn á, Thí không có theo Thí ở nhà không à, từ ngày mà ham làm YouTube tới giờ á cho nên đi theo quay. Giờ mưa gió khủng khiếp thiệt chứ. Thí mong rằng mọi người xem video này nhớ ủng hộ hai chồng Thí nha, để cho kênh của Thí càng ngày càng phát triển hơn. Thí cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Để Thí chờ bớt mưa Thí sẽ đi tiếp. Coi như là bữa nay đi thăm có rắn rất là vui để cho mọi người xem, nhưng mà buồn một cái là mưa cực quá mọi người ơi. Cực quá chừng cực, nhưng mà nếu mà được mọi người xem video của Thí, được mọi người ủng hộ là coi như là Thí sẽ cố gắng hết sức, coi như là không có phụ lòng mọi người đã dành cho hai chồng Thí. Thí sẽ quay những clip sẽ hay hơn nữa cho mọi người xem. Nhớ ủng hộ hai chồng Thí nha mọi người. Ông xã Thí bỏ Thí đây rồi, chắc đi bơi thăm mấy cái bẫy kia quá. Cho nên chút xíu nữa nếu mà ảnh thăm có giờ Thí sẽ quay cho mọi người xem nha. Thí ngồi ở trong đây nè. Thí kêu ảnh lên mà ảnh không chịu. Quá trời mưa lớn luôn mọi người. Vừa mưa mà vừa gió nữa. Quá chừng luôn. Bên đây người ta trồng ớt với lại mướp rồi mọi người. Mưa quá chừng mưa luôn mọi người. Ở trước mặt thấy là người ta mấy cái nhà của người ta ở san sát này mọi người. Còn cái này là cái chòi kế bên để Thí đang đứng đó, là cái chòi để mà Thí đục mưa. Còn bên đây là nhà của người ta nè. Không có thấy ai ra hết á. Thấy ai ra mình sẽ nói là cho mình đục mưa chút xíu. Để nhiều khi người ta không biết mình làm gì trong đây. Mà nãy giờ không thấy ai ra hết. Ướt như con chuột lột mà mới chịu lên hả? Thăm cái kia có không? Xả Thí lên đây rồi mọi người. Mưa lớn quá chừng lớn luôn. Tức nhem hết trơn rồi. Thật là cực khổ và gian nan. Mưa lớn quá chừng lớn luôn á mọi người. Rồi bớt mưa rồi mọi người ơi. Thí với ông xã Thí tiếp tục xuống xuồng đi tiếp. Dính mọi người ơi. Bữa nay phải nói là số đỏ nè. Rắn hổ hành. Đó, con vừa vừa, có hơn không.
sau cơn mưa trời tối thùi luôn nè mọi người, chuẩn bị mưa nữa luôn á, cho nên ông xã thấy tranh thủ đi đại đang về, tại vì bữa nay không có đem theo máy, cứ sợ cái cầu Bà Đắc nó ngập nước á mọi người, nước nó dâng lên cao sợ chui qua không lọt, đem theo máy nữa cùng kền qua không được, dốc cuộc bây giờ bơi tay chết luôn. Cái chòi nãy thấy chưa, thấy đục mưa nè mọi người, giờ bơi ngang đi về mọi người ơi, còn có 1 cái 2 cái gì nữa à, hết rồi mà mưa quá trời nữa rồi nè, tiếp tục mưa nữa à, bầu trời đen thui hết trơn luôn. Tranh thủ bơi về để mắc mưa lớn quá, mưa quá trời tới rồi mọi người, bốn phía đen hết luôn à. Nãy mưa một trận nữa giờ hết rồi mọi người, còn lác đác thôi hơi mà bầu trời đen xịt luôn. Dịch chạy đua nè mọi người. Dịch chạy đua. Tập thể dục. Ơi thấy ông xã thấy về tới nhà rồi mọi người ơi, tới cái chỗ che cái xuồng rồi nè, rồi thì sẽ lên nhà cân rắn cho mọi người xem nha, mấy ký ta. Bữa nay thi lén lén thi quay bà với má Thúy ra xem rắn nè, thi quay cho má Thúy lên hình luôn. Trước giờ đâu ngựa nó dữ lắm quay được, tại vì má ngại á không có quay. Trời ơi mình mấy con như con chuột má ơi, đi về dưới quay nước lén. Đây là ba má chồng Thúy nè mọi người. Ôi ôi con rắn kìa. Khoan anh. Con đó nó mập ú luôn á. Bữa nay hai chồng Thúy đi được 3,8 kg rắn nè mọi người. Đó, Thúy cân cho mọi người xem nè, 3,8 kg. Thôi video của Thúy đến đây Thúy tạm dừng nha. Thúy cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã xem video của Thúy, ủng hộ Thúy nha. Thúy mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ hai chồng Thúy nha, để cho kênh của Thúy càng ngày phát triển hơn. Cũng như những sự ý kiến của mọi người ở dưới bình luận ha, để Thúy làm video càng ngày sẽ càng hay hơn. Thúy cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.